nhưng mà nước. Chào các bạn. Trên hình ảnh các bạn thấy đó là cái máng uống tự động. Hồi trước tôi làm cho Cúc uống, nhưng mà nó có cái ưu điểm, tức là uống hết nước thì tự động nó ấy nước ra cho Cúc, nhưng mà cái khuyết điểm của nó là nó rất là dơ đó, mình phải vệ sinh thường xuyên. Để giúp cho con Cúc nó khỏe thì ngày hôm nay tôi loại bỏ nó, tôi không sử dụng nó nữa, mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách làm để mình không phải vệ sinh nữa, nhưng mà nước lúc nào cũng sạch sẽ để cho con chim Cúc nó uống. Thì tôi sẽ quay chi tiết để cho giúp cho các bạn cải tiến khi mà chúng ta nuôi con Cúc thả vườn. Thì sáng nay tôi đi thu hoạch những cái rau ngổ mà hồi trước tôi lót, hồi trước tôi làm tôi đâm lên cái miếng xốp mà thả trên cái ao đó các bạn, thì cái rau ngổ nó phát triển rất là nhanh. Thì các bạn thấy con chim Cúc thấy nó ăn rau không? Khi mà nuôi thả vườn đó các bạn, cái lợi thế của mình là sao? Mình tiết kiệm được cái chi phí thức ăn rất là nhiều, vì mình tận dụng những cái rau củ quả ở trong vườn. Những cái loại rau mà mình ăn được thì con Cúc nó sẽ ăn được các bạn đó. Các bạn nào có ao thì mình cứ ngắt cái rau ngổ này, mình ghim vô cái nắp thùng xốp, mình thảy xuống ao thì chừng khoảng tháng là nó phát triển rất là tốt rồi. Mình lấy lên cho Cúc nó ăn. Các bạn thấy không? Như thế này thì mình giảm được rất nhiều cái chi phí thức ăn. Rồi, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà làm sao cái máng uống của con chim Cúc á, mình không phải vệ sinh nữa mà lúc nào cũng có nước sạch cho con chim Cúc nó uống hết. Đó, các bạn thấy tôi làm mấy cái nấm uống, mà nấm uống dạng cho gà uống á. Thấy con chim Cúc nó mổ không? Nó khát nước lại nó mổ. Nó mổ thì nó xì nước ra các bạn. Thì như vậy thì mình sẽ không phải vệ sinh cái máng uống. Các bạn. Lúc nào cũng có nước sạch cho con Cúc hết. Đó, thấy nó mổ không? Đấy, bấm vô cho các bạn thấy nè. Nước ở trong này lúc nào cũng có. Khi nó mổ vô thì nước nó chảy ra các bạn. Đây là cái cách làm mới. Nó giúp cho chúng ta không phải tốn nhiều thời gian đi vệ sinh cái máng uống thường xuyên. Đó, các bạn thấy không? Cái này thì mình mua cái nấm uống cho gà, cái loại của Hà Lan cho nó tốt. Các bạn đừng tiết kiệm mua cái loại Trung Quốc hay là Việt Nam. Loại này, cái đầu này hình như có 10.000 cái à. À, các bạn về thiết kế cái đường ống này là phi 10 hay phi 8 gì á, tôi nhớ chính xác là như phi 8 phi 8 rồi. Cái đầu này các bạn nhớ quấn băng keo non, đây là chữ T đó. Quấn băng keo non hết để không nó xì. Nguyên cái đường dài như vậy là tôi thiết kế khoảng 20 cái núm đó, cho con chim Cúc. Nó khác là nó lại nó mổ. Thì như vậy là cái máng uống, thứ nhất là tiết kiệm nước, tiết kiệm nước nè các bạn. Thứ hai là không có phải vệ sinh cái máng uống. Đó, các bạn thấy chim Cúc nó mổ. Chúng ta có thể kéo cao lên, nâng cao lên rồi con Cúc nhỏ thì hạ xuống, nó rất là tiện lợi. Các bạn thấy không, nâng lên để con Cúc nó không bị đó, nó chỉ mổ thôi đó. Các bạn thấy đã không? Thì đây là cái cách làm mà tôi thấy nó
mang lại nhiều cái lợi ích lắm, tiết kiệm được thời gian cho của các bạn. Đó. Nó cứ mổ nó uống thôi. Còn cái máng ăn thì chúng ta mua cái ống nước phi 90, phi 60 cũng được các bạn cắt ra ha. Thì trong cái video clip này tôi muốn giới thiệu với các bạn, thứ nhất là mình tận dụng cái rau. Các bạn thấy Cúc nó ăn rau không? Thì như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí. Thứ hai là mình làm cái nấm uống, tiết kiệm được nước. Nước thì nếu các bạn xem những cái video clip mà nói về cái nước cái Suren đó, thì nước là một cái tài nguyên cực kỳ quý tại Suren. Nhưng ở Việt Nam chúng ta đó thì do cái nguồn nước ngọt nó quá lớn cho nên là chúng ta phung phí các bạn. Nhưng mà hiện tại cái nguồn nước ngọt thật sự của chúng ta đó là nó đang bị ô nhiễm rất là nhiều do hóa chất, thuốc trừ sâu. Thì bản thân tôi nuôi chim cút hay là trồng dâu, trồng hoa hồng tất cả, thì cái nước tôi phải xử lý, cái nguồn nước tôi phải xử lý cho nó đạt mấy cái chỉ tiêu. Thứ nhất là pH nó phải ở trung tính nha các bạn. Thứ hai nữa là cái độ mềm của nước, tức là những cái nước thì nó có tới 18 cái tiêu chuẩn để đạt được cái nước uống, trong đó là 5 cái tiêu chuẩn về vi sinh, những cái khuẩn E. coli hay là một số cái loại vi khuẩn có trong nước, và 13 cái tiêu chuẩn về lý hóa, tức là những cái sắt, đồng, kẽm, magie thì nó phải ở dưới cái mức cho phép thì nước nó mới mềm được, thì cái vật nuôi và cái cây trồng nó mới tốt được các bạn. Bản thân chúng ta uống nước cũng vậy. Hồi trước là tôi có công tác ở một cái công ty, ở một tập đoàn Thụy Điển về nước. Cho nên là tôi biết khá rõ về cái việc mà chúng ta sử dụng nước như thế nào và phải tiết kiệm nước như thế nào. Các bạn lưu ý về nước, tại vì nước là một cái yếu tố rất quan trọng cho cơ thể. Các bạn, thì hôm nay tôi chia sẻ cái cách này để giúp cho chúng ta tiết kiệm nước nè, giúp cho cái nguồn nước cho con chim cút uống lúc nào nó cũng sạch nè. Đó. Thứ hai nữa, chúng ta không có tốn nhiều thời gian đi vệ sinh máng uống này. Thì đó là những cái điểm mà nó tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video clip này. Rồi, đại khái như thế. Các bạn cũng hay thường hỏi tôi một cái câu hỏi mà hỏi đi hỏi lại hoài về cái việc đầu ra của con chim cút. Thì tôi nói với các bạn rồi, không riêng về cái con chim cút, bất cứ cái sản phẩm nào mà các bạn tạo ra mà sản phẩm đó chất lượng an toàn cho người tiêu dùng thì các bạn yên tâm về mặt đầu ra, đừng lo lắng. Chỉ làm sao các bạn phải biết thêm cái cách nữa là sao phải đi quảng bá cái sản phẩm của mình, chứ không thể nào có cái sản phẩm tốt mà để trong nhà mà không nói cho ai biết á, thì sao bán được các bạn ha. Có sản phẩm tốt rồi, các bạn phải biết thêm cái việc là sao phải đi quảng cáo cái sản phẩm của mình, chứ không thể nào mà đem giấu trong nhà được mà không để cho ai biết hết thì sao bán hàng được các bạn. Đó là những cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cứ đi quảng cáo mình tốt, mình đâu có sợ, mình cứ quảng cáo thoải mái các bạn. Hàng tốt không có sợ, quảng cáo thoải mái để tiếp cận được cái người tiêu dùng, kể cả quảng cáo ở ngoài thị trường ta gọi là offline đó, tức là không có online thì offline rồi online luôn, quảng cáo càng nhiều càng tốt các bạn. Nó giúp cho cái người tiêu dùng biết đến các bạn nhiều hơn thì các bạn sẽ bán được hàng thôi. Rồi, chúc các bạn
một ngày tốt lành. À, xin cảm ơn.